Cái chu kỳ kinh tế thả mồi bắt cá này rất nhiều người bị ảnh hưởng đã diễn ra hàng thế kỷ. Và hậu quả là, tài sản thật của thế giới bị thâu tóm trong tay vài thiểu số. Trao cho tôi quyền kiểm soát tiền tệ của một quốc gia, tôi sẽ không cần quan tâm đến ai đặt ra luật pháp. Tại cấp độ quốc tế, các chủ ngân hàng trung ương sử dụng Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế để kiếm tiền, trong khi khai thác tài nguyên tại các đất nước mà họ cho vay, và tạo ra quy trình khiến họ bị vỡ nợ. Ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương thuộc về gia tộc Rothschild, nó mang tên là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Giới thiểu số tinh hoa này định vị họ tại một vị trí để có thể kiểm soát hầu như tất cả mọi thứ chúng ta cần để tồn tại. Cho dù bạn đi đến đâu trên thế giới, thì tiền bạc đều bị kiểm soát bởi hệ thống ngân hàng. Họ ra quyết định xem mọi người được ăn hay phải chịu chết đói, người nào là tỷ phú và người nào chỉ sống với dưới $1 một ngày. Kiểm soát tiền bạc sẽ kiểm soát thế giới và chỉ có rất ít người kiểm soát tiền bạc. Vào lúc này, viễn cảnh thế giới trước mắt tôi đổ sụp. Tôi nhận thấy rằng, rất nhiều người phải chịu thất bại và chịu nhiều đau khổ chỉ để thỏa mãn cho một nhóm thiểu số. Giới chủ ngân hàng trung ương, những người đã đánh lừa thế giới để cho họ tạo ra tiền. Họ đã có cả hàng núi tài sản. Nhưng mục đích tối thượng là gì? Kế hoạch cuối cùng là gì? Tiết lộ kế hoạch thống trị toàn cầu. Khi một người lương thiện phát hiện mình làm sai, anh ta hoặc sẽ dừng cái việc sai đó lại, hoặc dừng việc làm người lương thiện trên. Tôi tham khảo qua những bằng chứng và các chuyên gia đáng tin cậy, cho biết kế hoạch tối thượng của giới tinh hoa nhà băng chính là sự thống trị toàn cầu. Ban đầu tôi cũng không muốn tin chuyện này, nhưng tôi đã cam kết tìm hiểu đến cùng, xem chuyện gì ngăn chặn lại người phát triển phồn thịnh, cho dù cuộc nghiên cứu dẫn tôi đi đến đâu đi nữa. 1 giờ đêm tôi chợt tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, với một câu hỏi trong đầu. Nếu cái nhóm tinh hoa này muốn thống trị toàn bộ thế giới, thì họ cần kiểm soát cái gì để làm được điều đó? Tôi đã nhảy ngay khỏi giường và lập lên một danh sách. Đầu tiên và quan trọng nhất, họ phải kiểm soát được tiền. Và họ đã làm được điều đó. Kiểm soát tiền cho phép hoạt động hay thực hiện bất cứ việc gì. Họ cần kiểm soát năng lượng. Và họ cũng đã làm được. Họ đã thống trị nền nông nghiệp và thương mại toàn cầu thu mua nguồn cung cấp nước trên thế giới. Họ nắm giữ luôn ngành y tế và đàn áp các liệu pháp chữa trị từ thiên nhiên. Điều chủ yếu họ phải kiểm soát thông tin mà chúng ta nhận được và cách chúng ta phản ứng. Tại Mỹ, mạng Internet, công cụ truyền thông vĩ đại nhất hiện tại chưa bị quản lý hay kiểm duyệt, nhưng tính tự do của nó đang bị công kích từ mọi phía. Chính phủ, các tập đoàn và Liên Hiệp Quốc đang cố gắng kiểm soát Internet. Vì để thống trị triệt để, họ phải kiểm soát mọi sự bất đồng ý kiến. Họ lấy đi mọi quyền của chúng ta, do thám công dân bình thường và quan sát mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Suy nghĩ từ đêm cho đến sáng, tôi thấy rằng giai cấp quyền lực tinh hoa đã thiết lập mọi thứ để thống trị thế giới. Tôi sợ hãi khi nhận ra một điều. Những điều đó không phải đang sắp xảy đến, mà nó đã ở đây, đã xảy ra rồi. Chúng ta bị nhốt trong một ma trận, vậy thì làm sao để thoát ra? Để hình dung rõ hơn, tôi hiểu là mình cần phải khám phá hệ thống cai trị của họ trông như thế nào và hoạt động ra sao. Một nhóm nhỏ các gia tộc có quyền lực đã thống trị ở phương Tây nhiều thế hệ rồi. Tôi biết rằng không phải tất cả thành viên của nhóm gia tộc này đều biết hoặc đang hoạt động trong kế hoạch thống trị toàn cầu. Vì vậy, chắc chắn rằng những đầu sỏ của gia tộc này kiểm soát các tập đoàn và ngân hàng để thực hiện các kế hoạch tội ác hủy hoại cuộc sống của nhiều người. Kế hoạch thống trị bí mật này từng được biết với nhiều cái tên khác nhau. Những báo cáo gần đây xác nhận rằng họ có những cuộc gặp gỡ lén lút để thảo luận về kế hoạch đó. Và sau đó,
Các kế hoạch được biểu hiện dưới các lĩnh vực như truyền thông, tài chính, kinh doanh, chính phủ và quân đội. Chắc chắn không phải mọi người trong nhóm này đều có quyền ra quyết định. Có một hệ thống phân cấp kiến thức và sự tham gia. Một trong những biểu tượng chính của giới thống trị tinh hoa là con mắt luôn mở. Nó xuất hiện trên tờ 1 đô la Mỹ, nó có trên hệ thống giám sát số đông của Mỹ, ban đầu gọi là nhận thức về tất cả thông tin. Nó có trên cơ quan an ninh MI5 của Hàn Quốc. Nó thậm chí xuất hiện tại tòa án tối cao ở Israel, được thiết kế và tài trợ toàn bộ bởi gia tộc Rothschild. Tôi tin rằng họ lấy hình ảnh này từ kim tự tháp và viên đá kim loại huyền thoại nằm trên đỉnh, nhưng theo một ý nghĩa kiêu ngạo rằng họ là đại diện cho giai cấp cao nhất. Có quyền theo dõi và kiểm soát tất cả ai nằm bên dưới. Một trong những cách mà thông tin này được sử dụng bởi những người muốn kêu gọi phong trào bài trừ Do Thái. Họ gọi một cách sai lầm đây là âm mưu Do Thái và tiếp tục chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cái đã làm ảnh hưởng hoặc giết rất nhiều người. Hãy để tôi xin nhấn mạnh, đây hoàn toàn không phải là một âm mưu Do Thái.